tí nữa được viên kia như nào chị để hướng bảo các bạn nhé. Duy nhá. Giống như cái bài thôi miên ấy. Vì sao nó buồn ngủ như vậy đấy. Đúng rồi mà. Mà nhất mình thêm tí nhạc du dương nữa thì thôi chết rồi. Đúng không? Cho khách đi ngủ luôn. Không thật. Người ta làm, người ta đi làm thế này là người ta cũng thư giãn mà. Người ta thư giãn thì người ta sẽ nghỉ ngơi. Khách ngủ mình cũng ngủ. Thế nên là khi khách ngủ rồi thì đừng có nói chuyện gì cả. Để cho khách người ta tự tập trung, người ta thư giãn đi. Nói chuyện người ta phân tán, người ta sẽ không thích. Người ta chỉ để đi thư giãn. Có những lúc vào buổi trưa mà khách người ta đến sẽ hay vào 12 giờ trưa, 1 giờ trưa. Đến mình thôi, mình cũng lại sẽ nhắm mắt ngủ luôn. Không thật mà, tay thì vẫn làm. Có những lúc khủng cái. Không thật mà, ngày trước đi làm như vậy đấy. Có những lúc đang làm này cứ nhắm mắt để ngủ xong rồi vẫn gật. Ngủ gật. Họ kiểu như thế. Cái massage cũng rất là hay. Thư giãn đi. Bên đấy cái rãnh nhăn nó sâu lắm, nó không như cái rãnh nhăn bên này đâu, bên này nó không có này, đi chị ngắm này, rãnh nhăn bên kia nó sâu lắm, nó nhìn thấy rõ rệt luôn ấy. Đúng rồi, đúng rồi. Chắc cho nó đi, nhưng nó chỉ làm sạch, bắt đầu các bạn nói luôn thì cái này không.